Thứ hai là cái đường này, cái nét này nó phải thẳng nè. Đó, nó phải trên một cái đường thẳng. Thứ ba là ở cái đầu này á, thì nó sẽ có cái hình giống như là mũi của cây đao vậy, nó sẽ tròn. Đó, nó sẽ nhỏ vô dằn phía trong. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của mình trong cái hành trình chúng ta học viết thư pháp online. Các bạn thân mến, trong video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn cái kỹ thuật để chúng ta thực hiện nét viên bút. Nếu như bạn nào mà chúng ta chưa xem thì mời các bạn vào kênh chúng ta xem. Và bây giờ mình sẽ ôn lại cái bài cũ rồi sau đó chúng ta sẽ học bài mới ha. Bây giờ mình ví dụ như là mình viết một cái chữ. Ví dụ như là mình viết chữ cơ ha. Để nó có những cái nét viên bút cho các bạn xem. Rồi. Thì trong cái chữ cơ này nó có 3 cái vị trí mình thực hiện viên bút các bạn. Một là vị trí chỗ này. Hai là vị trí chỗ này. Ba là vị trí của chỗ này. Đó. Thì kỹ thuật viết như thế nào thì mời các bạn vào chúng ta xem cái phần video trước ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại video ngày hôm nay. Thì như cái tiêu đề các bạn xem đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta thực hiện một cái nét, đó là nét phát. Thì cái nét phát này các bạn có thể là thay đổi kỹ thuật một chút xíu để chúng ta chuyển thành cái nét phớt. Như vậy thì cái nét phát là gì thì mời các bạn xem mình viết một vài cái chữ để các bạn xem ha. Mình ví dụ như là mình viết chữ phát. Rồi, thì bây giờ trong cái chữ phát này mình đã sử dụng một số cái nét phát và cái nét phớt để mình viết cái chữ này ha. Thì đầu tiên đó là cái nét của cái chữ cung của chữ B nè. Thứ hai là cái nét của chữ B nè. Thứ ba là cái nét của chữ T nè. Và tiếp theo đó là cái dấu sắc. Nó bị lem mực, gió nó bay các bạn ơi. Rồi, như vậy thì để thực hiện những cái kỹ thuật như thế nào để chúng ta viết được những cái nét này, thì bây giờ mình sẽ mô tả chi tiết ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện một vài cái nét của cái dấu quyền đi để cho các bạn xem. Nó bị khô mực, mình sẽ thấm mực tiếp. Rồi. Đây là một vài cái dấu quyền ha. Nếu như nó nằm ngang như thế này hay là các bạn cho cái đuôi này nó xéo xuống thì tùy theo ý thích của các bạn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện một vài dấu sắc, rồi sau đó mình sẽ nói cái kỹ thuật ha các bạn. Rồi. Thì đây là hai cái nhóm của dấu sắc và dấu quyền mình đã thực hiện ở cái nét phát. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ nói cái kỹ thuật ha, rồi mình sẽ thực hiện chậm cho các bạn xem. Để thực hiện được một cái dấu thì đầu tiên cái dấu như thế nào là đẹp. Thì cái dấu là nó sẽ, mình ví dụ như là cái dấu quyền đi. Dấu quyền thì trong những cái dấu quyền này đó, thì cái dấu quyền này là nó rõ nhất về cái hình dạng của cái nét phát. Thì đầu tiên đó là cái đường này nó sẽ, nó thẳng hay nó cong tương đối cũng tùy các bạn thôi. Thứ hai là cái đường này, cái nét này nó phải thẳng nè. Đó, nó phải trên một cái đường thẳng. Thứ ba là ở cái đầu này á, thì nó sẽ có cái hình giống như là mũi của cây đao vậy đó, nó sẽ tròn. Đó, nó sẽ nhỏ vô dằn phía trong và nó dằn đều hả các bạn. Rồi sau đó ở chỗ này nó có một cái đoạn là nó bị xước. Rồi sau đó nó sẽ đi về cái đuôi thì nó sẽ càng nhỏ lại cho đến khi nó mờ dần và nó cuối cái có dấu ha. Thì cái dấu này là cái dấu mà nó đẹp đấy. Rồi ví dụ như là cái dấu trong những cái dấu này thì cái dấu này là cái dấu mà nó tương đối không đẹp. Lý do thứ nhất là cái nét này nó bị gãy do cái mực cuối của cái bút nó bị hết mực các bạn. Thứ hai là cái chỗ này nó bị lõm nè. Các bạn thấy không? Cái thứ ba là cái đường này nó không thẳng. Đó, cái đường này nó phải thẳng thì mới đẹp. Và một cái nữa đó là cái độ xước của cái nét này nó không có đều lắm. À, như vậy thì chúng ta rút kinh nghiệm những cái chỗ này ha. Rồi tương tự với cái dấu sắc thì các bạn thấy là trong những cái dấu sắc này đó thì cái dấu này là nó tương đối là nó chuẩn nè. Đó. Cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ thấm mực cái viết. Thì các bạn cứ thấm là no cái viết ha.
cái mực này nó no của cái ngọn bút đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vuốt cho cái ngọn bút này nó tròn, nó đều, tròn đều nha các bạn. Đừng có để cho nó bị tưa, nó bị xước là nó sẽ không tạo được cái nét đó. Rồi thì các bạn xem là cái cây bút của mình đây, mình đưa gần cho các bạn xem nè, đó mình xem nè, đó thấy chưa, nó thấm mực đều và nó tròn đều. Rồi sau khi chúng ta đã thực hiện thấm cái mực vô cái bút rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái nét. Các bạn sẽ ví dụ như các bạn viết cái dấu quyền đi, thì các bạn sẽ cầm cây bút nó nghiêng về bên tay phải, rồi chúng ta sẽ đặt cây bút này khoảng là 30 độ chúng ta đặt xuống đấy. Đặt xuống thì khi các bạn đặt là nó đã tạo cho các bạn của cái đường bên đây nè, đó cái đường này nè, mình dở lên cho các bạn xem nè, đó cái đường này đã đều luôn, cái đường này đã quyết định luôn là nó là hình tròn hay là hình thẳng, đúng không? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái bút này về phía bên tay phải. Trong quá trình chúng ta kéo thì chúng ta sẽ lưu ý là cái đường ở trên này nè nó phải thẳng, đường này nó phải thẳng nè. Và cái thứ hai là chúng ta phải dở cây bút lên từ từ, các bạn đừng có dở gắt quá, giống như là máy bay cất cánh vậy đó, nó sẽ có một cái đường đường cong đẹp ha. Đó vừa kéo vừa dở, vừa kéo vừa dở, kéo dở kéo dở kéo dở đấy. Do mình kéo chậm quá cho nên nó bị không có mướt được cái dấu đó, mình chỉ nói kỹ thuật thôi. Chúng ta sẽ đặt xuống, và khi mà chúng ta đặt xuống này thì đã quyết định cái đường này nè, đó cái đường này nè, cái đường này nó thẳng hay nó cong là do chúng ta đặt xuống. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện hai động tác cùng một lúc, đó là chúng ta sẽ kéo cây bút về phía tay phải, đồng thời chúng ta sẽ vừa kéo mà vừa nhắc nhẹ lên, nhắc nhẹ từ từ nha. Chúng ta nhắc từ đây nè, đó cho tới đây, và cái khúc này thì chúng ta sẽ kéo lên cho tới khi cuối cái dấu. Và cái điều quan trọng là chúng ta sẽ dở lên, nhắc cây viết lên nó vừa vừa từ từ, chứ chúng ta đừng có nhắc lên gấp quá, gấp quá thì nó sẽ bị gãy cái khúc này nè, đó cái khúc này nó sẽ bị gãy vô nè, đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nha, vừa kéo vừa nhắc, vừa kéo vừa nhắc, vừa kéo vừa nhắc, đó. Và các bạn lưu ý là cái đường ở trên này nó phải thẳng. Và có một số lưu ý khi chúng ta thực hiện cái nét này, lưu ý số 1 đó là các bạn không, cái đoạn này là các bạn đừng có nhắc cái viết lên nó gấp quá. Các bạn mà nhắc lên gấp quá, các bạn thấy chỗ này nó bị gãy không, đó cái chỗ này mình nhắc nó bị gãy nè, tức là nó không có cua nó đều mà nó cua gắt quá thì nó sẽ bị xấu. Cái thứ hai là cái đường này chúng ta phải thực hiện cho nó thẳng. Và cái thứ ba là chúng ta thực hiện đừng có chậm quá, nhưng mà cũng đừng có nhanh quá. Tại vì nếu các bạn chậm quá thì cái đường này nó rất là khó thẳng, mà nếu các bạn nhanh quá thì nó sẽ tạo cho cái nét xước này nó bị thiếu mực. Đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện lại một lần nữa ha. Rồi. Chúng ta thấm mực. Thấm mực cây viết. Sau đó chúng ta sẽ đặt cây viết nghiêng về phải mà hơi hướng về phía của người của mình. Đặt cây bút xuống. Vừa kéo vừa nhắc lên. Vừa kéo vừa nhắc, vừa kéo vừa nhắc. Đấy. Rồi làm lại ha. Đặt cây viết xuống. Vừa kéo vừa nhắc lên, vừa kéo nhắc lên, vừa kéo nhắc lên, vừa kéo nhắc lên. Đó. Rồi. Và các bạn sẽ thực hiện cái dấu sắc cũng tương tự. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấm mực cây viết nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt cây viết, đặt cây viết xuống. Khi chúng ta đặt cây viết xuống thì cái mặt bên đây nè, nó đã quyết định là nó là hình tròn hình thẳng, đúng không? Chúng ta không có tác động nó nữa. Rồi cái động tác tiếp theo là chúng ta sẽ kéo về phía cuối cái dấu nè, vừa kéo vừa nhắc, đó, vừa kéo vừa nhắc, vừa kéo vừa nhắc, vừa kéo vừa nhắc đấy. Rồi mình làm lại nha, đặt cây bút xuống, vừa kéo vừa nhắc nhẹ, vừa kéo vừa nhắc nhẹ, vừa kéo vừa nhắc nhẹ đó. Rồi làm lại, vừa kéo vừa nhắc, vừa kéo vừa nhắc đấy. Nè, mình nhắc gấp quá nè, thấy không? Khi mình nhắc gấp quá thì nó sẽ bị lỗi nè các bạn, thấy không? Đó. Thì đây là một trong những lỗi của cái dấu sắc hoặc dấu quyền. Nói chung là của cái nét phớt á hay là nét phát. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện với cái tốc độ bình thường á cho các bạn xem ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấm mực nè. Rồi chúng ta vuốt cái viết cho nó tròn nè. Đó. Đây. Rồi chúng ta sẽ viết. Các bạn thấy là cái giấy của mình nó bị không có thẳng nè, đó. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái nét. Rồi. Đó là bốn cái dấu quyền ha. Bây giờ mình sẽ bốn cái dấu sắc. Rồi. Rồi, video này mình xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn thấy video này hay thì chúng ta nhớ đăng ký kênh và like share video để cho các bạn mình cùng xem ha. Và nếu như có vấn đề gì thì các bạn hãy để lại bình luận.
mình sẽ đọc và thực hiện trong những video sau. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn vào video tiếp theo. Bye bye. Này nó bị khô mà.